Xin chào bà con. Anh nông dân chăm chỉ đang tiến hành cho pha bộ ba kích rễ của nông nghiệp xanh để tưới cho vườn bưởi da xanh suy kiệt, lá teo nhỏ vàng lá thối rễ. Vườn cây phục hồi sau thu hoạch, mời bà con cùng xem video để biết cách thức và kết quả sau khi sử dụng các dòng sản phẩm của nông nghiệp xanh. Bộ ba kích rễ là tứ rễ dưới ở trên là canxi magie, phốt, rồi amino sữa 35 năm là phục hồi vàng lá thối rễ. Kết hợp ở gốc là bón thêm tứ bộ ba kích rễ với tomat, rồi mới vô xuống mượn nay vậy này 4-5 ngày gì đó. Dạ, đây là số 10, loại số 9 này, hữu cơ vi sinh ha. Vườn này là đã qua cái thời kỳ phục hồi vàng lá thối rễ bà con. Khi mà bà con mình tưới xong rồi, bà con mình thấy cây mình nó bung ra này. Đấy, quan trọng là mình làm được cái cây mới nó bung ra như vậy này. Có nhìn thấy không? Cái cây, đa số những cây bị vàng nó đẩy cây này. Đẩy cây thì cây nó đã dần dần phục hồi bà con ha. Cái quan trọng mình làm là không phải là mình chữa vàng lá, là chữa cái lá này vàng thì nó xanh đi. Nhưng mà cái cây tiếp theo nữa thì nó không bị tình trạng nó bị vàng hoặc là tái vàng. Đây, qua cây này này. Cái này thì cây mới bung ra thì bung rất là nhiều nha. Nếu bà con mình cây mình suy yếu thì khi bà con mình vào dinh dưỡng thì nó sẽ ít bung cây. Nhưng mà mình thấy là cái cây đơn thuần là cái nhánh nào cũng bung này. Còn nhìn thấy bên này này, quy trình phục hồi vàng lá thối rễ của phía công ty nông nghiệp xanh. Đây bà con nhìn thấy không? Đấy, cái cây mới nó đã bung ra rồi. Đó, bà con nhìn thấy này. Cái lá hồi xưa rất là vàng. Và qua cái quá trình là kích rễ cộng với ca mắc và hữu cơ. Khi bà con mình bón hữu cơ á, thì nó tạo một cái nền và cái cây mình nó sẽ xanh bền hơn, nó đỡ tình trạng nó tái vàng. Tại vì sao những cái dòng mà hữu cơ vi sinh á, bà con mình bón nó bền cây, mặc dù bón vào là chưa nhìn thấy liền nha. Nếu mà gọi là bền xài những dòng hữu cơ á, thì bà con mình phải có cái sự kiên nhẫn ở đó, tại vì không phải mình bón vào là cái cây mình nó phực hoặc là nó xanh liền, mà bà con mình phải cảm nhận từ từ. Hữu cơ mà thì nó bền, thì bà con mình phải cảm nhận từ từ, nó không như các dòng hóa học. Hóa học á, thì bà con mình thường bón vào thì phực lên liền á, thì bà con mình nhìn thấy. Còn hữu cơ thì bà con mình phải cảm nhận từ từ, và cái quá trình lâu dài á, mình xài hữu cơ lâu dài thì mình mới biết được. Và sau này bà con mình sẽ hạn chế xài những cái dòng mà phân bón hóa học đó. Thì sau này á, đối với cái việc phục hồi cây này á, thì bên nông nghiệp xanh đã tích hợp cho một cái sản phẩm, đó là một cái dòng nhập khẩu mới của công ty, đó là dòng Bitgel. Thì bà con mình có thể thay thế được các dòng mà kích rễ ra rễ này, thay thế được các dòng NPK để mà phục hồi cây. Thì bà con mình có thể vừa tưới gốc. Cái dòng Bitgel được tổng hợp từ các nguồn nguyên liệu sinh học, thứ nhất là tảo biển này, tảo xanh này, tảo lục này, tảo đỏ này, kết hợp với các quặng mùn khoáng, axit amin, axit fulvic và các vitamin, kết hợp vào đó là những cái trung vi lượng, ví dụ như là sắt, đồng, kẽm, mangan đó. Công thức mình test ra rất là nhiều cái thành phần hữu cơ ở trong đó, chất hữu cơ nữa bà con, rất là nhiều, kết hợp với cái đạm hữu cơ thì nó trong quá trình phục hồi cây nó được tốt hơn. Thì cái cây mình nó sẽ bung chồi thôi. Khi mà bà con mình cái cây mình nó bị vàng á, mà nó bung chồi được như vậy này, thì cảm giác cây mình nó đã phục hồi rồi. Đối với cây suy á, thì khi mà bà con phục hồi á, thì mình chắc chắn một điều thì nó sẽ cây nào càng suy thì nó càng dễ ra bông. Bà con nhìn thấy trên cái vườn của bà con á, cây nào mà cảm thấy vàng vàng đúng không, cảm vàng vàng mà bà con mình tưới kích rễ phục hồi thì nó sẽ bung bông. Mà nếu bà con mình nói là tham tham ấy, mình để thì cái cây mình nó phục hồi kém. Nhiều cây vàng quá mà cảm thấy nó bung hoa ra thì thôi mình bỏ bông đi bà con, mình ưu tiên sự phục hồi đó, thì mình không gieo trái. Có nhìn thấy không, bung cơ rất là nhiều này. Đa số những cây, riêng cái cây này nó vẫn bung cơ lên này. Cái cây ở trên ngọn đó. Mình quay ở dưới nắng thì nó không được xanh thôi, nhưng mà đơn thuần thì nó ra những cái cơ như vậy này. Đó, mình quay xa nắng thôi, nhưng mà nó rất là xanh này. Có nhìn thấy không? Đó. Thì ra này mình dưỡng cái cây này làm sao nó đỡ bị tình trạng nó vàng lá. Hầu như mình đi tất cả các vườn thì vườn nào cũng gặp tình trạng nó bị vàng lá, chấm vàng, là do bị tình trạng thối rễ thôi.
vàng lá thì nó có hai vàng lá. Một kiểu vàng lá là bị vàng lá gân xanh. Vàng lá gân xanh thì nó khó trị lắm. Một kiểu thứ hai nữa là vàng lá thối rễ. Thối rễ thì cái lá mình nó chuyển sang cái hướng này này. Đấy. Đấy thì bà con mình tiến hành nó kích rễ và dưỡng rễ thôi, kết hợp với hữu cơ thì cây mình nó sẽ phát triển một cách là bền vững và xanh, nó xanh bền thôi. Đó. Năm nay thì mình nhập được một cái dòng mới, đó là cái dòng Mitgel. Mitgel đó chuyên để phục hồi cây, chuyên làm cho cây tơ và cái cây mình để nuôi trái con, nuôi trái non thì mình xài dòng Mitgel rất là tốt. Các con nhìn thấy không? Cây mà phục hồi này, đó, nó bung ngọn rất là nhiều ha. Đó, qua quá trình xử lý. Đấy, hữu cơ thì bà con mình định kỳ á, trong một chu kỳ, ví dụ lấy cơi thì cái cơi lá của mình á, là khi mà nó nhú hạt gạo, là nhú lên hạt gạo bằng cái lá giả thì nó tầm 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Thì cái quy trình mình bón hữu cơ á, một năm mình một cơi thì mình bà con mình tối thiểu là bón một lần. Tối thiểu bón một lần, tùy lực cây, cây nào sung thôi thì thôi, cây nào vàng suy thì mình có thể bón 2 lần. Một năm là tối thiểu tầm 4 lần ha, là 4 lần cơi. Một cơi trong vòng 3 tháng thì mình có thể được kết hợp với các dòng ra rễ và tưới thôi. Thì khi mà cơi ra thì bà con mình nên phòng nhé. Ngoài cái việc dưỡng rồi thì bà con mình có thể phòng trị bằng các dòng tinh dầu sinh học của phía công ty nông nghiệp xanh. Hiện tại thì tinh dầu mình đảm bảo của bà con rất ok, khi bà con mình xài cái dòng tinh dầu khi mà cảm giác cơi ra này, phục hồi vàng lá thối rễ cơi ra thì bà con mình phòng tinh dầu rất là tốt. Kết hợp vào đó là mình cung cấp dòng dinh dưỡng qua lá, ví dụ như là công thức 35-15 phân bón lá, hoặc là những cái dòng axit amin. Đó, cho cái nó axit amin á, thì nó là gồm 18 loại axit amin được thủy phân protein ở cái dạng chuỗi mật ngắn, thì nó dễ liên kết với các dinh dưỡng khác nhau, giúp thứ nhất á, là trẻ hóa tế bào, giúp cái cây mình nó dễ phát triển hơn. Sản phẩm phân bón hữu cơ cao cấp Mitgel USA được công ty nông nghiệp xanh nhập khẩu, chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng, thành phần chất hữu cơ rất cao, lên đến 60%, đa lượng là NPK ở dạng hữu cơ, bổ sung thêm axit fulvic và axit humic. Ngoài ra còn chứa 10% là rong biển. Tảo đỏ được ứng dụng công nghệ nano phân tử tiên tiến, gồm đầy đủ các loại axit amin, được thủy phân từ protein chiếm 12%, bổ sung nhiều trung lượng vi lượng cần thiết như magie, sắt, kẽm, đồng, mangan, molybden. Với thành phần dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, sản phẩm Mitgel của nông nghiệp xanh là sự lựa chọn tối ưu của nhà vườn, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư so với phân bón hóa học trong giai đoạn phục hồi cây suy kiệt, giai đoạn cây kiến thiết, lấy cơi lá. Mitgel giúp phục hồi cây vàng lá thối rễ, tái tạo rễ non, rễ tơ, rễ cám, giúp cây ra đọt đồng loạt, xanh mướt, cây nhỏ nhanh lớn, đẻ nhánh nhiều, cây suy nhanh phục hồi. Trong giai đoạn nuôi trái, Mitgel thúc trái nhanh lớn, xanh trái, đẹp trái, trái chắc ruột và nặng ký, từ đó gia tăng năng suất và chất lượng nông sản, tăng lợi nhuận cho nhà vườn. Trong Mitgel có chứa nhiều chủng vi sinh vật có lợi, giúp cải tạo đất, tơi xốp đất, giải độc đất hiệu quả. Các vi sinh vật và nấm đối kháng giúp tiến hành bao vây và tiêu diệt mầm bệnh trong đất, phân giải các chất cố định hoặc kết tổ trong đất. Từ dạng khó tiêu thành dạng dễ hấp thu cho cây trồng, biến đất chai cứng thành đất thông thoáng, giúp cây phát triển khỏe mạnh và bền vững. Một can Mitgel bà con có thể pha được 8.000 lít nước, đặc biệt rất hiệu quả và tiết kiệm chi phí đầu tư của nhà vườn. Mọi thông tin tư vấn và đặt hàng bà con vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo 0948 661 669. Thân ái chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video sau.